thầy giáo sư, chủ tọa đoàn, thưa các quý vị. Theo sự phân công của ban tổ chức thì tôi xin trình bày một cái chủ đề là lao phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thực tế ra cái chủ đề này cũng có thể nói nó cũng không kém phần, nó khó khăn, cũng chưa rõ ràng như là chồng lấp, giãn phế quản COPD hay là một kiểu hình. Tuy nhiên thì trong những cái bằng chứng gần đây thì càng sáng tỏ hơn là giữa lao phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có một mối liên quan nhân quả cũng như được khẳng định là yếu tố nguy cơ. Bài trình bày của tôi gồm có 4 phần. Thứ nhất là điểm qua về gánh nặng bệnh tật bệnh lao. Thứ hai, lao phổi là yếu tố nguy cơ gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và liên quan nhân quả qua lại giữa lao phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cuối cùng là một số những kết luận. Chúng ta đã thấy là năm 2016 thì báo cáo là trên thế giới khoảng 10 triệu người mắc lao và tương ứng với cả 140.000 trường hợp trong 100.000 dân. Trong đó, ở những nước châu Á chúng ta, trong đó có Việt Nam, là những nước mà chịu trong những cái gánh nặng bệnh lao. Ở Việt Nam thì chúng ta đứng số 16 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao. Thì với nỗ lực của chúng ta về chương trình chống lao nên cái tỷ lệ bệnh lao phổi cũng giảm rất nhiều so với những năm trước. Năm trước chúng ta đứng số 12, bây giờ chúng ta xuống số 16. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh lao của chúng ta vẫn còn tương đối cao. Tỷ lệ mắc chung hiện mắc là 180.000 dân và mới mắc là 133.000 dân. Như vậy chúng ta thấy rằng thì đối với những trường hợp mà như vậy thì 180.000 trường hợp hiện mắc và khoảng 130.000 trường hợp mới mắc thì sau này nó sẽ là gánh nặng. Chúng ta có thể điều trị khỏi, chúng ta có chỉ điều trị hoàn chỉnh liệu trình. Tuy nhiên cái di chứng gánh nặng nó để lại thì chúng ta còn phải giải quyết trong những cái thời gian sau. Đây là những con số thể hiện những cái con số của gánh nặng bệnh lao trên ở đất nước Việt Nam chúng ta qua thống kê năm 2016. Và Việt Nam chúng ta là một gánh nặng về bệnh lao cũng như là lao kháng thuốc trên toàn cầu. Và chúng ta thấy cái mục tiêu chiến lược về chấm dứt bệnh lao là không còn bệnh lao. Từ những cái xu thế chúng ta từ giảm tỷ lệ không còn tỷ lệ chết cho bệnh lao, không còn cái tỷ lệ mắc lao và cái cuối cùng là gánh nặng bệnh lao thì chúng ta đang tiến tới những vấn đề thứ nhất, thứ hai, những cái vòng tròn thứ ba thì chúng ta cần phải giải quyết rất là lâu dài trong những cái năm tiếp theo. Và cái chiến lược để chấm dứt bệnh lao toàn cầu thì cũng được khẳng định qua các những cái giá trị, những cái việc làm rất là cụ thể, chiến lược cụ thể, ví dụ chăm sóc, đổi mới về tiếp cận, đổi mới về cách tư duy. Và chúng ta đang tiến hành làm và Việt Nam chúng ta cũng là một cái nước được ghi nhận là tiến hành trong cái chương trình chống lao rất là thành công. Và nhờ vào những cái thiết bị mới như chúng ta đã biết, ví dụ như là GeneXpert giúp để chẩn đoán sớm, như là kỹ thuật Hentest để chẩn đoán những trường hợp lao kháng thuốc cũng như là trường hợp lao mới, thì chúng ta thấy là đã áp dụng những kỹ thuật để giúp cho chẩn đoán nhanh và chẩn đoán kịp thời. Tuy nhiên thì chúng ta còn thấy là những cái vòng tròn zero cuối cùng là gánh nặng bệnh lao để lại là còn tiềm tàng với chúng ta sau này. Và trong đó thì chúng ta có những cái di chứng về chức năng phổi để lại trong quá trình điều trị lao. Và một trong những cái vấn đề đó là tắc nghẽn đường thở, nguyên nhân hậu quả sau cái điều trị lao phổi. Cái vấn đề này trước đây từ giờ đến giờ chúng ta có thể khẳng định đó có phải là nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Nếu điểm lại trong cái hướng dẫn của Gold thì chúng ta thấy từ năm 2008 thì chỉ đề cập tới là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc lao. Và hai cái này có một mối liên quan như vậy. Tuy nhiên, từ 2009 đến 2010 thì bằng số bằng chứng đã đưa ra đã khẳng định rằng là sau khi điều trị lao để lại là một cái tình trạng tắc nghẽn đường thở. Nhưng mà có phải là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không thì còn chưa được khẳng định. Nhưng từ đến năm 2011 đến đây thì có thể khẳng định thêm rằng là đặc biệt 2017 thì Gold đã đưa ra là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nằm trong một trong những yếu tố nguy cơ. Xin lỗi, lao phổi là một trong những yếu tố nguy cơ di chứng để lại nó gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cũng cần nêu rõ rằng trong những cái cá thể hóa cụ thể thì chúng ta cũng phải phân biệt rõ. Thì có những trường hợp đây chỉ là di chứng
mặc dù có tắc nghẽn đường thở. Nhưng có những trường hợp đây là tình bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và trong đó lao phổi sau điều trị lao phổi, di chứng lao phổi là một trong những yếu tố nguy cơ, nó kết hợp với cả những vấn đề yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như hút thuốc lá, ví dụ ô nhiễm môi trường, vân vân. Về cơ chế giới hạn luồng khí thở trong sau lao phổi thì đã được khẳng định, nó thể hiện bằng hai cái tổn thương, hai cái hậu quả cơ bản, đó là tắc nghẽn đường thở và hạn chế cái chức năng phổi. Vì cái tắc nghẽn đường thở là hậu quả của cái gì? Tất nhiên là hậu quả của vấn đề tổn thương giải phẫu ngay thực thể ở đường thở. Cái thứ hai nữa, đáp ứng viêm ở trong quá trình mà bệnh nhân điều trị lao. Và tất cả cái vấn đề đó nó làm cho cái tình trạng là gây tắc nghẽn đường khí thở. Cái là do biến đổi, đảo lộn cấu trúc, thay đổi cấu trúc và giãn phế quản sau lao. Đấy là cái hậu quả thứ nhất. Một cái hậu quả thứ hai là gây những bệnh phổi hạn chế. Là sau quá trình điều trị lao thì tổn lại cái di chứng, ví dụ như là ở màng phổi, ví dụ ở cấu trúc đường thở, phế quản, làm mất tính đàn hồi, giảm tính đàn hồi của phổi. Và từ đó nó gây nên cái tình trạng là giảm cái hạn chế về hạn chế về cái chức năng của phổi. Thì hai cái vấn đề này thì nó kết hợp với nhau, nó gây tình trạng mà suy giảm chức năng phổi rất là nặng nề. Về vấn đề tái cấu trúc cũng như đáp ứng viêm, hậu quả của tắc nghẽn đường thở cũng như hạn chế luồng khí thở ở bệnh nhân sau lao phổi thì có thể tóm tắt bằng cái lưu đồ này. Cái khởi phát của nó là cái đáp ứng miễn dịch trong lao, nó gây lên những cái tổn thương về hoại tử bã đậu và dần dần di chứng để lại nó là cái những cái sơ hóa, cái thay đổi cấu trúc. Và cuối cùng là gì? Là nó làm cho cái hình thành là tắc nghẽn luồng khí thở, suy giảm chức năng phổi và gây lên những tình trạng bệnh phổi hạn chế. Thì cái này là cái nguyên nhân chúng ta có thể giải thích tại sao sau điều trị lao phổi bệnh nhân có những cái suy giảm chức năng phổi. Và tóm lại là sau điều trị lao phổi nó có 3 cái vấn đề mà tổn thương ảnh hưởng đến suy giảm chức năng phổi. Cái thứ nhất là tình trạng tắc nghẽn do sơ hóa từ đẩy thay đổi cấu trúc của thành phế quản. Vấn đề thứ hai là nhu mô phổi bị phá hủy gây hạn chế cái tính đàn hồi của phổi. Cái thứ ba là các hạch ở quanh phế quản là một trong những yếu tố có thể gây nên chèn ép từ ngoài vào trong cái trường hợp mà tổn thương phổi gây nên. Và ba cái hậu quả đấy là gây tình trạng tắc nghẽn đường thở, suy giảm chức năng phổi sau cái điều trị lao phổi. Bằng chứng của cái tình trạng này đã được chứng minh qua nhiều tác động qua lại qua nhiều yếu tố khác nhau. Về vấn đề kết hợp giữa suy giảm chức năng phổi, ngoài cái vấn đề mà lao ra, người ta còn có cái vấn đề tác động của nhiều yếu tố khác nhau phối hợp lại. Ví dụ về tác động của môi trường, về đáp ứng của vật chủ, cũng như là về kể cả chủng lao mà gây bệnh cũng có tác động đến trong cái hình thành cái suy giảm chức năng phổi. Và ngay từ những năm của thập niên 60 thì đã có những báo cáo đã ghi nhận rằng là tắc nghẽn sau điều trị lao phổi có tình trạng suy giảm chức năng phổi. Ví dụ nghiên cứu Snyder năm 1960 thì trên 1.400 người ta thấy là có 23% các trường hợp sau điều trị lao phổi có suy giảm tắc nghẽn đường thở sau lao phổi. Và năm 2007, một tác giả Brasil cũng đưa ra trên 100 người được chẩn đoán điều trị lao phổi thì cũng thấy 46% là tắc nghẽn từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Sau đó có rất nhiều những cái nghiên cứu theo dõi dọc mà chúng ta có thể đánh giá là cái nguy cơ sau điều trị lao phổi gây nên tắc nghẽn đường thở. Một cái nghiên cứu gần đây, người ta thấy trên một cái số lượng lớn người công nhân người ta làm khai thác ở mỏ ở người Nam Phi, người da đen, thì người ta thấy trong quá trình khám sức khỏe bằng đo chức năng thông khí phổi, chụp X quang ngực và đồng thời hỏi những cái tiền sử, thì người ta xác định rằng đã chẩn đoán được là trên 1.300 trường hợp bụi phổi và 2.500 gần 2.600 trường hợp là có tiền sử điều trị lao. Và tiền sử điều trị lao này người ta được ghi nhận một báo cáo trên sổ khám bệnh thông tin, cũng như là di chứng để lại trên X quang ngực, và đánh giá như vậy. Và người ta cũng thấy rằng là cái thời gian chẩn đoán lao đến khi có tắc nghẽn đường thở thì trung bình độ khoảng 4,6 năm. Như vậy thông thường độ khoảng 5 năm sau khi điều trị lao phổi là các di chứng về tắc nghẽn đường thở đã bắt đầu xuất hiện.
Tuy nhiên thì một số nghiên cứu của các nước cũng thấy là quá trình tắc nghẽn này còn xảy ra ngay sau khi được chẩn đoán lao và trong và sau khi điều trị lao đã có hiện tượng đấy rồi. Một nghiên cứu khác nữa là người ta thấy cái đã đo chức năng phổi và cái kết quả cho thấy là cái chức năng phổi của trong những công nhân này là giảm nhiều nhất ở trong vòng 6 tháng sau được điều trị lao và nó tiến triển dần dần mãn tính từ tháng thứ 12 trở đi. Đấy, tương ứng như FEV1 cũng như FVC. Đây là cái mốc thời gian cái nhóm là số đợt điều trị lao. Ví dụ một đợt điều trị lao và so với là trên 3 đợt điều trị lao thì nghe thấy chức năng phổi sẽ giảm dần, càng điều trị lao nhiều lần thì chức năng phổi càng giảm nhiều hơn. Một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu ở trên đăng trên cái tạp chí CHEST năm 2008, người ta thấy một nghiên cứu cắt ngang ở trên 5.000 người bệnh trên 40 tuổi. Người ta thể hiện đo chức năng hô hấp, làm cả test phục hồi phế quản. Sau đó người ta xác định mắc cái tỷ lệ mắc COPD cũng như là phân tích các yếu tố nguy cơ bằng hồi quy đa biến thì người ta thấy rằng cái thứ nhất là ở những trường hợp có tiền sử lao phổi thì thấy cái nguy cơ tắc nghẽn đường thở là cao hơn hẳn, rõ rệt hơn hẳn là 2,9, có ý nghĩa thống kê. Và một nghiên cứu khác là ở một nghiên cứu nữa là ở trong nghiên cứu theo dõi về ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ, trong đó có lao phổi trên tắc nghẽn đường thở ở trên 8.000 người bệnh tuổi trung bình là khoảng gần 70 tuổi, bằng chụp X quang ngực đo chức năng thông khí phổi và đo và phân tích yếu tố nguy cơ mắc bệnh và hỏi ghi nhận những tiền sử lao phổi thì ta thấy rằng là tắc nghẽn đường thở lao phổi là một yếu tố nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở với tỷ số là 1,37, tức là cái nguy cơ tắc nghẽn đường thở. Và khi mà phân tích với cả những yếu tố về kèm theo hút thuốc lá thì người ta thấy nếu như bệnh nhân mà có tắc nghẽn đường thở sau điều trị lao phổi kèm theo hút thuốc lá thì nguy cơ của nó để mắc bệnh còn tăng hơn hẳn. Ví dụ nếu không hút thuốc lá thì nguy cơ mắc bệnh được khoảng 1,3. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân mà có hút thuốc lá thì nguy cơ mắc bệnh có thể tăng lên là 1,5. Đấy là cái mà chúng ta đã được chứng minh qua cái nghiên cứu này. Ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những cái đánh giá về suy giảm chức năng phổi ở bệnh nhân sau điều trị lao phổi. Một nghiên cứu đã lâu rồi của giáo sư Nguyễn Viết Nhung năm 1998 thì trong nghiên cứu này thì chủ yếu thấy chủ yếu là rối loạn thông khí ở hạn chế và kèm theo rối loạn không khí hỗn hợp là chỉ có 13%. Tuy nhiên một nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Giang năm 2011 thì cho thấy thì chủ yếu lại gặp những trường hợp rối loạn thông khí tắc nghẽn đơn thuần là 93% và trừ các triệu chứng về ho, khạc đờm, khó thở nó tăng hơn nhiều nếu như mà bệnh nhân có tổn thương phổi rộng. Cái đấy là cũng liên quan. Tuy nhiên thì tại sao có rối loạn thông khí tắc nghẽn là chủ yếu trong những trường hợp này? Thì trong nghiên cứu này thì tất cả các cái trường hợp mà được lựa chọn thì hầu hết là người bệnh có kèm theo hút thuốc lá. Như vậy được kết hợp các yếu tố về sau điều trị lao phổi kết hợp với hút thuốc lá làm tăng cái tình trạng tắc nghẽn đường thở hơn. Cái vấn đề thứ hai là khi bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có nguy cơ mắc lao phổi hay không? Thì trong một nghiên cứu theo dõi như thế này, người ta đưa ra thứ nhất là trong cái sổ đăng ký khám bệnh, người ta chọn ra được là 115.000 trường hợp mà có ghi nhận là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau đó dựa trên những yếu tố về tuổi, giới và một số yếu tố các bệnh đồng mắc, người ta matching đối chiếu với một cái số lượng bệnh nhân gọi là bình thường tương ứng trong sổ quản lý khám sức khỏe. Và khi so sánh về các nguy cơ mắc lao trong vòng 10 năm thì người ta thấy rằng đối với trường hợp bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có nguy cơ mắc lao phổi gấp đến 3 lần 3,14 order 3,4 so với những trường hợp mà không có điều trị trước đó, không có điều trị lao phổi. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà nguy cơ mắc lao phổi, người ta thấy những người mà nhập cư, tức là di cư đến ở Thụy Sĩ thì di cư ở nước khác đến, thì cái tỷ lệ mắc lao phổi nhiều hơn. Điều này cũng có thể nói lên là đối với trường hợp mắc lao phổi thì ở bệnh nhân COPD có thể liên quan tới ở những cái vùng
mà có dịch tễ lao nó cao, và đặc biệt ở nước ta chẳng hạn thì COPD là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc lao phổi lên. Ở một cái nghiên cứu khác gần đây năm 2013 thì người ta cũng nghiên cứu trên 23.000 bệnh nhân COPD, và với nhóm chứng là 47.000, cái số lượng là rất là lớn, độ tuổi tương đồng 54-55 tuổi. Người ta thấy rằng đối với bệnh nhân mà có tiền sử lao phổi thì thấy có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì có nguy cơ mắc lao phổi tăng đến 2,4 lần, và nó độc lập với những yếu tố mà nguy cơ khác. Và đặc biệt là đối với trường hợp mà xem xét các yếu tố nguy cơ kết hợp để tăng cái nguy cơ mắc lao lên, thì người ta thấy rằng đối với trường hợp mà bệnh nhân có sử dụng corticoid đường uống, thì đấy tỷ lệ mắc lao phổi có thể tăng lên. Tuy nhiên đối với sử dụng ICS thì người ta không thấy cái nguy cơ tăng khi mà điều trị ICS cho bệnh nhân COPD có di chứng lao phổi. Tuy nhiên đây chỉ là một nghiên cứu cho nên chưa nói lên điều gì, và tác giả cũng khuyến cáo rằng thì đối với trường hợp mà bệnh nhân bị lao phổi và di chứng có tắc nghẽn đường thở COPD kết hợp di chứng lao mà sử dụng bắt buộc phải dùng ICS thì cần phải nghiên cứu thêm xem là tác động của ICS có thực sự làm tăng nguy cơ mắc lao phổi, đặc biệt ở những nước mà có một dịch lệ cao như chúng ta hay không. Và một nghiên cứu năm 2014 thì cũng khẳng định, trong nghiên cứu của tác giả cũng khẳng định là ICS thì cũng không thấy làm tăng nguy cơ mắc lao phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì cũng cần phải nghiên cứu nữa, tác giả cũng khuyến cáo như vậy. Như vậy đối với chúng ta ở dịch nào thì chúng ta hết sức cũng phải cân nhắc khi sử dụng ICS ở bệnh nhân mà có cái tiền sử lao phổi hoặc nguy cơ mắc bệnh lao phổi trên bệnh nhân COPD. Và cái đấy chúng ta phải chỉ đúng trong cái hướng dẫn của điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chúng ta, thì cái vấn đề ICS bây giờ cũng được thu gọn và chỉ định rất là chặt chẽ trong theo những từng kiểu hình một. Và như vậy thì có thể kết luận rằng là bản chất của sự kết hợp giữa lao phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính về nguy cơ lao phổi này thì có thể là mặc dù có nhiều nghiên cứu nhưng mà chúng ta cần phải có những cái làm nghiên cứu tiếp theo để làm sáng tỏ về mối nguy cơ này. Thì đấy là kết luận của tác giả như vậy. Tóm lại trong bài trình bày của tôi thì có một số những vấn đề chính mà chúng ta cần đưa ra như sau. Thứ nhất là có cái biểu hiện rối loạn thông khí sau điều trị lao phổi liên quan tới tổn thương trên X quang ngực. Tuy có chưa đủ nhiều bằng chứng để kết luận rằng giữa rối loạn thông khí tắc nghẽn sau lao phổi thì ngoài những cái tổn thương về rối loạn cấu trúc đường thở, tuy nhiên thì sau lao phổi các triệu chứng người ta thấy rằng là sau lao phổi mà có tắc nghẽn đường thở thì các triệu chứng nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều đối với những trường hợp mà tắc nghẽn đường thở đơn thuần. Và cho đến nay thì điều trị COPD kèm theo di chứng lao và hay là không kèm theo di chứng lao thì hiện tại chưa có một khuyến cáo nào và hướng dẫn nào là có thể khác biệt. Tuy nhiên trong quá trình mà điều trị ở những đất nước mà chúng ta có nước khuyến cáo, những nước mà có dịch tễ lao nó cao, ví dụ như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta hết sức cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng ICS để điều trị cho cái nhóm bệnh nhân này, và cần theo dõi sát về cái nguy cơ có thể phát triển, có thể là xuất hiện lao ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái suy giảm cái dễ bị mà tổn thương lao phổi so với những cái nhóm mà bệnh nhân bình thường. Vâng, cái bài trình bày của tôi đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn phần trình bày.